chào cả nhà đang theo dõi kênh của Hồng nhé. Bữa nay nhóm của Hồng sẽ chuẩn bị chút xíu ra chợ nhà trường các bạn cả nhà ơi. Mời mà cả nhà cùng theo dõi với nhóm tụi mình luôn, ra chợ có gì nào để chút xíu đón các xem cùng tụi mình nha. Theo dõi cùng với tụi mình nha. Ok đúng rồi. Đây. Ba bên này xem. Đây bà chủ quán. Đây mọi người. Ăn bún hết luôn hả? Bún hả? Bún lẹo hết hả? Ok, ăn bún hết luôn. Đây. Rất là ngon luôn đấy mọi người, bún nước lẹo chị ban rất là ngon. Đây mình dẫn nguyên tem lại ăn bún. Ăn hết.
hết nguyên nồi nước leo luôn. Hello các cái. Ê. Đâu? Đó, tem của mình đây mà. Đây là chợ nhà trường của mình đó các bạn. Bán quá trời luôn đấy mọi người. Đây. Có chè, có bắp luôn. Bán đủ thứ hết mọi người. Đây là chợ nhà trường của mình đấy các bạn. Buổi chiều các bạn. Có khô rồi, đầy đủ. Cả nhà muốn ăn gì ghé cái chợ, chợ nhà trường của mình. Có đầy đủ luôn. Đấy các bạn nha. Đây, có chợ chiên rồi. Bắp. Bắp hết cả nhà. Chợ chiên kìa. Ê mấy đứa. Kêu chợ chiên kìa. Cái chợ chiên phần ăn. Đó, có cháo lòng bún riêu luôn. Nãy gì vậy? Cháo lòng bún riêu, xâm lãnh, chà đào. Có luôn kìa các bạn. Đây. Trứng vịt lộn. Qua bên này xem. Đây chợ chiên kìa. Cái phần chợ chiên kìa. 100.000 đi. Chị. Làm 100.000 đi, chiên 100.000 đi qua bên kia kìa. 100.000 luôn hả? Ừ. Ok. Đây mọi người, chợ chiên. Đây. Có nem luôn, phải cuốn luôn các bạn, thấy không? Đó, mọi người. Dạ, dạ. Đây, chợ của mình đấy các bạn thấy không? Buổi chiều người ta lại ăn. Đây mọi người, đi mình xây cho cả nhà xem. Đây, uống nước lèo của chị rất là đặc sản luôn đó mọi người. Bán rất là đông. Ê, điện thoại nè. Điện thoại. Giao cầm mấy cái này quá hẹn luôn. Đây. Đây mọi người, những cái xe nhộng. Đây, cảm ơn chị kìa mấy đứa. Khoan, ê chút xíu đem gái hết đi. Chào bà Ngọc, em không? Hôm nay em không? Cười tê tét luôn. Viết, lấy mơ viết luôn. Đó, này bánh gì trời? Bánh da hả? Bánh da đúng không? Chả giò. Bánh da chả giò. Nước lèo. Có viết luôn. Rất là ngon luôn đây mọi người. Chị bán rất là đặc sản luôn đi. Quá trời người ta ăn luôn đi các bạn. Tới tối chút xíu nữa kìa. Tại vì mình sợ tối á. Mình nên mình dắt mấy em lại sớm mọi người. Các bạn thấy không? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
bún ở đây rất là ngon, rất là mặn, mặn rất là chị nấu rất là ngon, bán rất là đắt luôn đó mọi người. Nó phải ở tại xin mình ạ. Để đây nè chị. Để. Đây nè. Để ở đây nè. Nó đá nó mới hộp ra lại á. Hộp hộp đem vào đây. Để vô đây. 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 Bắp nó mới nguội nè. Thank you.
Lắm. Dạ. Tem của mình ăn sạch bách luôn mà. Ăn bún nước lẻ sạch bây giờ tới cái gì? Nó xích có nhiều loại hả? Ăn vô trong bụng rồi. Ăn vô trong bụng hết sạch rồi còn gì bằng. Đúng không? Còn cái này nó mới phát hiện. Nó mới phát hiện là mới gì? Quá trời ơi. Chợ Chiên, chợ Nhật Trường. Các bạn nào muốn ăn ghé chợ Nhật Trường. Bán đầy đủ không? Chợ Chiên, học dịch. Cái gì cũng có hết đây. Để chị giới thiệu kìa. Đây, tem của mình á. Mua đi về nữa đó mọi người. Đây,
Bây giờ tụi mình đang đợi xe. Ê, ê, xe lại kìa mấy đứa, leo lên xe. Nhóm tụi mình đang chuẩn bị lên xe này các bạn. Đi bên kia. Đi chạy. Đi đó. Cánh, cánh, cánh. Chạy lên xe. Ôi, tụi mình đang chuẩn bị lên xe. Trời, ok, lên đường. Bye bye. 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 Bye bye.